outline of the consonant part. Okay, so let's get started. Chào mừng các em quay trở lại với video tiếp theo của cô về hàm thứ hai của phần phụ âm. Ok, nếu các bạn chưa xem được cái phần hướng dẫn cách phát âm của phụ âm hàm số 1 thì các bạn có thể xem ở link video dưới đây. Còn hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em về hàm thứ hai, là một hàm mà cô rất thích bởi vì nó có hai cặp âm mà chúng ta phải gọi là khẩu hình miệng phải thay đổi rất là nhiều so với tiếng Việt đó. Thế nên là cô rất thích cái hàm số 2 này. No, chúng ta sẽ đi vào luôn với hàm số 2 nhá. Các em có thể thấy này, mình có âm đầu tiên vô thanh hữu thanh nhỉ. Ok. Ok, đó là unvoiced, là vô thanh đúng không các em? Đó, vậy thì với âm này rất đơn giản, răng trên môi dưới. Ok. Răng trên của các em cắn vào môi dưới. Được chưa? Không ngược lại là răng dưới môi trên đúng nhá, răng trên môi dưới. Ok, và các em sẽ thổi ra. Đó, là chúng ta sẽ được âm. Lưu ý cho cô này, cái âm mà đứng ở đầu tứ ấy, em chỉ đọc là thôi, đừng đọc là phờ trong chữ phở của tiếng Việt. Bởi vì sao? Cô thấy các bạn, khi các bạn đọc cái chữ là friend, he is my friend, thì các bạn hay nói là he is my friend, friend. Hoàn toàn là sai, các em không được đọc như vậy. Các em phải nói là friend, friend. Or I'm from, tôi đến từ, chứ mình không nói là I am from gì gì đó nữa. Ok, thì lưu ý cho cô nhá, cái âm ra trên môi dưới. Ví dụ cô từ fly, fly, chứ mình không nói là fly. Ok, friend, fly and from. Nhớ cho cô nhá. Rồi, thì cái âm hữu thanh của nó này, âm hữu thanh của nó, tiếp tục mình đặt tay vào cổ họng và mình sẽ thấy rung cổ họng lên nào, mình sẽ có là Các em lưu ý cho cô này, cái âm này các em sẽ không đọc là vập 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 nhá, mà mình sẽ kéo dài cái hơi của mình ra. Bởi vì sao? Đây là một cái lỗi mà cô thấy là các bạn gặp rất là nhiều. Cô lấy ví dụ này, các bạn có cái từ give, give cho ai đó cái gì đó, give and take up. Đó, thì các bạn hay đọc là giver, giver. Không đúng, bởi vì là các bạn đang bị đọc sai cái âm v của cô. Mình không đọc là giver nhá, mình đọc là give. Âm g, g, nói chứ ạ? Y ngắn thôi và give, give. Đó, hay là mình có cái từ sống á, các em sẽ không đọc là live, I live in Hà Nội. Không nói thế mà I live in, I live, live, I live in Hà Nội. Ok, đó, thì cái âm này của cô sẽ là ví dụ cô có từ very, very, đó, hay là live, give, đó, lưu ý cho cô nhá. Đó. Ok, âm tiếp theo là một âm mà cô rất là thích. Bởi vì sao? Đây là cái sự khác biệt cực kỳ căn bản giữa English và English, đó, mà cô vẫn đề cập với các em đó. Thì mình có cái âm này, người ta gọi là âm TH, tức là âm TH. Trong tiếng Anh, tiếng Việt nôm na thì các cô giáo hay gọi là âm xè sổi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các em mà muốn phát âm được âm này thì cực kỳ đơn giản nhá. Âm đầu tiên trước, âm vô thanh trước này, âm vô thanh. Bước số 1 các em sẽ lè lưỡi ra này, lè lưỡi ra. Bước số 2 các em cắn nhẹ vào một chút, được chưa? Và bước số 3 các em thổi hơi ra. Và nếu như tiếp tục, đây các em để được một ngón tay ở phía trước, ở phía trước miệng nhá. Khi nào mà thấy lưỡi mình mà nó mặn mặn ấy, nó thì là chuẩn. Bởi vì sao? Mình mồ hôi ở trên ngón tay nó, thì em các em phát âm này nhớ là đưa lưỡi hẳn ra ngoài nhá. Đó, ok. Và cái âm này được tạo ra bởi cái ma sát. Khi mà các em kéo lưỡi vào, nó ma sát với cái răng á, thì các em sẽ được cái âm. Và có một điều đấy là gì? Khi các em nói cái âm này thì các em giơ tay ra đằng trước này. Bởi vì sao ạ? Kiểu gì cũng sẽ có mưa xuân. Các em sẽ tay kiểu gì sẽ có mưa xuân ra đấy. Thế nên là phải có mưa xuân mới đúng nhá. Được chưa? Đó, lưu ý cho cô. Ví dụ cô có từ think, think, mình không đọc là sing, em không đọc là think. Hoặc là cái từ thank, thank you, thank you, mình không đọc là thanh, không đọc là thanh mà là thank, thank you. Ok, hay là mình có là thin, thin, đó, mỏng này hay là gầy đấy thì mình có từ thin. Thì em lưu ý cho cô là âm đó là âm. Ok, và cái âm hữu thanh của nó này vẫn tương tự như vậy, khẩu hình miệng giống hệt, nhưng các em để tay vào cổ họng và các em sẽ rung rung cổ họng lên thì các em sẽ được âm
mạnh nhất là hay sai thì đấy là cái từ họ. Họ mình không nói là dây, một dây rưỡi cả, mình sẽ là rể, rể. Đó, lưu ý cho cô. Hay là mình có từ cái mạng từ dơ, em hay đọc là dơ đấy hả? Thì mình sẽ đọc là dơ, dơ, dơ. Thì mình không đọc là dơ, dơ, dơ nhá, nhớ cho cô. Hay là cái từ từ dầm, I like them, I like them. Tôi thích họ, tôi thích họ thì mình sẽ nói là dầm, chứ mình không nói là dâm. Ok, nhớ cho cô, dầm, dầm. Đó, thì cái cặp âm này này em có thể luyện tập thêm bằng cách đọc đặt một cái câu gọi là tongue twister. Tongue có nghĩa là lưỡi, twister là xoắn 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 vào. Thế thì mình có cái âm này là gì? À, cái câu đó này, I think I thought a thought, but the thought that I thought is not the thought that I thought I thought. Ok, về cái nghĩa của câu này thì hoàn toàn là nó cái nghĩa rất là stupid thôi. Thế nhưng là một cái cách cực kỳ hữu hiệu để các em luyện tập cái phần âm, bởi vì là nó xen kẽ giữa âm vô thanh và âm hữu thanh. Cô đọc lại một lần nữa nhé, để các bạn khi mà các bạn luyện tập thì các bạn sẽ tách ra từng phần. I think I thought a thought, đó. But the thought that I thought is not the thought that I thought I thought. I think I thought I thought the thought that I thought is not the thought that I thought I thought. Ok, đó. Thì cố gắng là ở nhà em sẽ luyện tập cái câu này cô nhá. Ok, âm này rất là hay nên là cô rất là mong muốn là các bạn sẽ luyện tập âm này thật là kỹ. Rồi, tiếp tục mình có âm tiếp theo, đấy là âm âm này rất dễ, S và Z đúng không ạ? Cười tươi và các em cắn răng chặt vào thổi hơi ra thì mình sẽ có được âm đấy, cứ cười tươi cho cô là chúng ta sẽ có âm. Giống như cái âm này nó hơi giống cái âm X trong tiếng Việt ấy, giống như trong cái tiếng sinh sản ấy, mình có là S. Ví dụ mình có từ sing, hát này, sing, hay là song, hay là sorry. Đó, ok, sing, the song, I'm sorry. Đó, lưu ý cho cô là âm này rất dễ này. Còn cái âm Z ở bên cạnh, rung cổ họng lên em sẽ có là z, z, z. Đó, nghe rất là rõ nhá. Mình có từ zu, 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 sở thú, hay là zebra, 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 hay là cái từ zero, zero, không đọc zero nhá, đọc là zero cho cô. Ok, very good. Rồi, và cái cặp âm cuối cùng này, đây cũng là một cặp âm mà các bạn rất là hay nhầm giữa tiếng Việt và tiếng Anh, bởi vì tiếng Việt mình không hề có. Cái âm này các em thấy là nó giống nó dài, những cái móc câu ấy thì mình gọi nó là âm S dài hay là âm S nặng. Thì thường cái mặt chữ viết của nó sẽ là thể hiện ở chữ SH hay là SH. Đó, thì thường là thể hiện ở cái mặt chữ đó. Cô lấy ví dụ như các em có từ she đấy. Đó, thì để phát âm được cái âm này nhá, bước số 1 này các em sẽ chu miệng ra, đồng thời cong lưỡi vào trong và thổi hơi ra. Đó chưa? Môi đưa ra ngoài thì lưỡi nó sẽ cong lên và các em sẽ thổi hơi ra. Mình sẽ có là sh, sh, sh. Rồi, cô lấy ví dụ mình có từ she, she's beautiful. She, ok. Hay là mình có gì nhỉ? Mình có từ shatter, shadow, hoặc là mình có từ sheep, sheep. Đó, cái âm này thì mình cũng có một cái câu tongue twister và các em có thể luyện tập thêm ở nhà, đó là she sells seashells by the seashore. Đó, cô ấy bán vỏ sò bên bờ biển. Đây, còn cái âm cuối cùng của mình này, rung cổ họng lên này, vẫn môi mình vẫn đưa ra phía trước, lưỡi mình vẫn cong lên, hơi vẫn thổi ra, nhưng bây giờ em sẽ thêm một chút cái rung cổ họng nữa, mình sẽ có âm z. Đó, cô lấy ví dụ này, mình có từ vision, vision. Đó, em thấy không? Mình không đọc là vision, không đọc là vision, mà là vision, vision. Hay mình có từ casual, 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 hay là cái từ video, video. Đó, ok, thì không đọc cho cô là jewel, nhưng là jewel, jewel. Đó, thì cô là visual, casual and vision. Ok, đó, thì chúng ta đã vừa hoàn thành xong cái hàng thứ hai trong cái phần consonants. Thì cô có một chút cái lưu ý cho các bạn, đấy là các bạn khi mà chúng ta đã phát âm được âm s, âm z, thì để mà phát âm được âm s nặng nhá, phát âm được âm s nặng thì từ cái âm s đấy em chỉ cần kéo dài hơi ra và cong và tròn miệng lên là các em sẽ được cái âm sh. Đó, và cứ hơi như thế các em chặt một cái nó sẽ quay trở lại là âm gì, chính là âm ch, đúng không? Mình sẽ có là sh, sh. Đó, lưu ý cho cô nhé, sh,
đấy là cặp âm, ba âm đầu tiên là âm vô thanh, còn ba âm hữu thanh của mình này, và j, đó, và j. Ok, không? Thì về nhà các em, ở nhà các em tiếp tục luyện tập cho cô hàng thứ hai, để tiếp tục ở video tiếp theo cô sẽ giới thiệu cho các bạn cách phát âm của hàng thứ ba trong phần consonant. Ok, so that's it for today's lesson and I hope that you enjoy this and I will see you next video. Ok, bye bye.